chương 1061, truyền tống sai lầm Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua vết thương trên tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay tựa hồ bị cái gì đó đập một phát, xuất hiện một vết thương giống như điểm đỏ, máu tươi giống như hạt châu từ trong đó mạnh mẽ chảy ra, dùng động nguyên khí quét qua miệng vết thương, không phát hiện ra có gì khác thường, không hề chúng đầu cũng không có bệnh lây nhiễm, tố chất thân thể của Hàn Sâm rất mạnh, chút vết thương này, trong nháy mắt đã tự động khép lại, cuối cùng không lưu lại bất cứ thứ gì, cũng không có cảm giác không khỏe, lấy tay cẩn thận kéo túi ra, Hàn Sâm muốn nhìn độc giác tiên một chút xem đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại tổn thương hắn? Hắn nuôi lâu như vậy, độc giác tiên chưa từng biểu hiện tính công kích hơn nữa bình thường độc giác tiên hành động đều rất từ từ bộ dạng cũng không có quá nhiều sức lực hiện tại độc giác tiên lại có thể đâm rách ra của hắn chuyện này khiến cho hàn sâm có chút kinh ngạc thế nhưng mà hàn sâm kéo ra túi nhìn vào bên trong sắc mặt không khỏi biến đổi trong túi áo vậy mà không có bóng dáng của độc giác tiên độc giác tiên không biết đã biến đi nơi nào hàn sâm liền vội vươn tay vào bên trong sờ soạng ánh mắt cũng tìm tòi xung quanh nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của độc giác tiên độc giác tiên vậy mà không thấy đâu nữa hàn sâm có nghi ngờ trong lòng nhưng mà hiện tại cũng không phải là thời điểm đi tìm xung quanh tất cả nhân viên đều đã tập trung phía trước hắc tinh bàn tướng quân lôi cách phụ trách lần hành động này đang giải thích cạn kẽ tình huống và kế hoạch hắc tinh bàn chính là lối vào di tích tinh tộc từng ô vuông đều chỉ có thể truyền tống một sinh mạng thể đi vào hơn nữa còn có hạn chế đối với năng lượng sinh mệnh của sinh mạng thể năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ tới trình độ nhất định sẽ không thể tiến vào được liên minh cùng tu la tộc đã làm thí nghiệm chỉ có một người có thể lợi dụng một ô vuông để truyền tống đi vào nếu không coi như là trên người mang thêm một con kiến bàn quay cũng không có cách nào khởi động, cường giả cấp bán thần cũng khó có thể xuyên qua bàn quay, tối đa chỉ có tam cấp tu la cùng siêu việt giả là có thể tiến vào, bốn ô vuông có đồ án kia, chính là vị trí đã được sử dụng truyền tống qua, từng ô vuông chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó liền không thể truyền tống bất kỳ vật gì tiến vào nữa, nguyên bản người truyền tống vào cũng có thể từ trong ô vuông đó truyền tống đi ra, nghiên cứu viên cũng từng sử dụng máy móc cỡ lớn đào móc xuống dưới bàn quay, nhưng mà đào sâu hơn vạn mét, lại chỉ có thể nhìn thấy tinh thể màu đen giống như là cây cột đi thông vào trong tinh cầu, căn bản không đào tới đáy được, hơn nữa trong quá trình đào móc còn xảy ra rất nhiều việc lạ tổn thất không ít máy móc cùng binh sĩ, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho việc đào móc. Trong bốn lần thí nghiệm, cũng có người còn sống trở về, đối với sự tình trong di tích cũng có hiểu rõ sơ bộ, nhưng khu vực mà bọn họ thăm dò được lại vô cùng có hạn, cho nên tình báo có thể cung cấp rất ít. Đội người bọn Hàn xâm đi vào lần này, mục đích chính yếu nhất chính là phải tận lực lấy được một loại hạch tinh thể màu tím, số lượng càng nhiều càng tốt. Về phần tác dụng của hạch tinh thể màu tím, liên minh cùng tu la tộc đều không hề nói rõ. Chiến giáp cùng súng ống đều không được phân phối, không phải là không phân phối cho bọn họ, mà là sử dụng những vật phẩm kia ở bên trong di tích sẽ lập tức bị công kích kể cả hàn sâm ở bên trong tám tu la tộc cùng tám nhân loại từng người đứng lên ố vuông khác nhau nhân viên nghiên cứu rời bàn quay đi chỉ thấy những đồ án kỳ dị bên trên bàn quay chuyển động không gian lập tức sinh ra vạn vẹo không bao lâu sau 16 người đã biến mất ở trong không gian vạn vẹo không thấy đâu nữa trong lòng hàn sâm cảm thấy vô cùng cổ quái những đồ án bên trên bàn quay kia chuyển động giống độc giác tiền như đúc nhưng mà hiện tại độc giác tiền lại không thấy đâu nữa rồi hắn một mực không tìm được chỉ là trong nháy mắt hàn sâm đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng mở to mắt ra phát hiện mình đã ở trong một vùng phế tích khác với di tích tinh tộc mà hắn thấy trước kia ở đây cũng không nhìn thấy kiến trúc tinh thể giống như là một vùng núi trải qua động đất, khắp nơi đều là núi đá sụp xuống cùng mặt đất vỡ ra. xa xa có thể nhìn thấy bên trong dãy núi có một ít kiến trúc sụp đổ, nhưng cũng không phải là kiến trúc tinh thể, mà là một loại kiến trúc cổ xưa bằng gạch xanh. Hàn Sâm liền vội vàng xoay người lại nhìn, lần quay người lại này khiến cho sắc mặt hắn đại biến, bởi vì hắn không nhìn thấy bọn kỳ yên nhiên đâu nữa, cũng không thấy những tu la tộc kia, chẳng lẽ là bọn họ không truyền tống vào? chuyện đó không có khả năng, rõ ràng là cùng truyền tống vào, nhưng mà bọn họ đi đâu rồi? không phải là nhân viên nghiên cứu đã nói bốn lần thí nghiệm trước, truyền tống đến đều là cùng một vị trí hay sao mặc dù chỉ có hai người đi ra nhưng mà bọn họ đều thấy được vật phẩm cùng dấu hiệu do hai người khác lưu lại hàn sâm đứng ở chỗ này chờ trong chốc lát rất nhanh đã xác định được bọn yên nhiên cũng không truyền tống đến cùng một vị trí với hắn hơn nữa sau khi hàn sâm đánh giá vùng này rất nhanh đã xác định được đây cũng không phải là vị trí truyền tống theo lời của nhân viên nghiên cứu mặc dù cũng là phế tích của dãy núi nhưng khi nhìn địa hình và thế núi phân bố ở xung quanh hoàn toàn khác với miêu tả của bọn họ chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây sắc mặt của hàn sâm có chút khó coi hắn cũng không phải là sợ hãi ở một mình mà là sợ mình không ở bên cạnh yên nhiên cô sẽ gặp phải nguy hiểm sau khi xác định được là không có khả năng có người truyền tống tới chỗ mình hàn sâm cắn răng một cái trực tiếp bay lên trời muốn phân biệt thoáng thế núi cùng địa hình một chút sau đó mau chóng tìm tới bọn yên nhiên toàn lực triển khai động nguyên khí ở trên không trung nhìn ra xung quanh lại phát hiện ra khắp nơi đều là dãy núi giống như phế tích kéo dài ra ngoài không biết mấy vạn dặm căn bản không nhìn thấy có người tồn tại hơn nữa tất cả địa hình đều rất tương tự với nhau rất khó nhìn ra ở đâu là khu vực theo lời của nhân viên nghiên cứu hàn sâm nhịn không được nhíu mày bốn phương tám hướng khắp nơi đều là địa hình như vậy hắn liền đi theo phương hướng nào để tìm cũng không biết lúc hàn sâm đang suy tư phải làm như thế nào mới có thể phán đoán vị trí lại đột nhiên nghe được ở trong một đám phế tích kiến trúc cổ xưa bên trong dãy núi đằng kia truyền tới một loại âm thanh vô cùng kỳ quái loại âm thanh này giống như là âm thanh phát ra lúc dùng móng tay gõ vào vỏ quả trứng gà nghe có chút lanh lành, lành nhưng lại có thêm một loại cảm giác trống rỗng không nói rõ được. Hàn Sâm lập tức nhìn về phía khu vực thành cổ phế tích kia, không bao lâu sau, liền thấy một dòng nước màu xanh biếc từ bên trong tòa thành cổ kia chảy ra, đang vọt tới vị trí của hắn bên này. Sau khi Hàn Sâm nhìn kỹ lại, lập tức liền biến sắc, đó nào có phải là dòng nước gì, mà là một đàn độc giác tiên tinh thể màu xanh lá, rậm rạp chẳng chịt dọc theo phế tích ngọn núi bò ra, số lượng nhiều tới mức không có cách nào tính toán. Đây là tình huống gì? Hàn Sâm ngưng mắt quan sát tỉ mỉ những con độc giác tiên đó, phát hiện ra rất giống với một con mà hắn nuôi lúc trước kia, nhưng mà thân hình rõ ràng nhỏ hơn nhiều, chỉ lớn cỡ chừng quả trứng gà, hơn nữa trên lưng của những con độc giác tiên tinh thể màu xanh lá nọ hàn sâm cũng không thấy loại đồ án kỳ dị kia trong lòng hàn sâm còn đang kinh nghi những con độc giác tiên tinh thể kia cũng đã bỏ tới nhưng mà cũng chỉ ở trước người hắn không xa tách ra giống như dòng nước vây hắn vào giữa lại không có bất kỳ một con độc giác tiên nào tới gần hắn trong phạm vi mười mét hàn sâm cảnh giác không biết những con độc giác tiên này muốn làm gì nhưng mà một giây sau hàn sâm liền thấy những con độc giác tiên này tách ra thành một con đường giống như là nhường ra một con đường con đường này thẳng tắp đi thông vào bên trong phế tích tòa thành cổ kia chương một hoàng hôn hàn sâm lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn những con độc giác tiên đó mở miệng hỏi chúng mày nghe hiểu được lời ta nói không cũng không có bất kỳ phản ứng gì những con độc giác tiên kia chỉ phủ phục ở đó trong lòng hàn sâm đang trần trở chưa quyết định lại thấy một con độc giác tiên bay lên xèo xèo kêu hai tiếng với hàn sâm sau đó thuận theo đám độc giác tiên kia nhường ra một con đường bay hướng về phương hướng thành cổ giống như là đang dẫn đường cho hàn sâm thấy hàn sâm vẫn đứng ở nơi đó bất động con độc giác tiên kia ở phía trước bay múa vòng quanh phát ra tiếng kêu xèo xèo giống như là đang thúc giục hàn sâm mau mau đi qua hàn sâm cắn răng một cái liền theo con độc giác tiên kia đi tới người cũng đã đến rồi nếu như không vào trong thành cổ nhìn một cái trong lòng hàn sâm cũng có chút không cam lòng hơn nữa nếu như những con độc giác tiền này muốn gây bất lợi cho hắn cũng đã phát khởi công kích tựa hồ không cần phải làm như thế này thấy bộ dáng của bọn nó tựa hồ không giống như là có địch ý chỗ hàn sâm đi qua độc giác tiền ở phía sau liền tự động đi theo sau giống như là thủy triều ở sau lưng hàn sâm hướng về phế tích thành cổ mà đi hàn sâm đi thẳng đến phía trước phế tích nhìn kỹ thành cổ đã bị sụp xuống hơn phân nửa kia chỉ thấy bên trong đó có một tòa kiến trúc giống như là miếu thờ vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại ở trong một vùng phế tích này lộ ra vẻ vô cùng đột ngột con độc giác tiên dẫn đường kia đã đi đến bậc thang dưới miếu thờ xào xèo kêu vài tiếng với hàn sâm giống như là đang ra hiệu cho hàn sâm tiến vào trong miếu thờ đều đã đến nơi này tự nhiên không có đạo lý không đi vào cất bước cẩn thận bước lên bậc thang chỉ là lúc này đây những con độc giác tiên kia lại không đi theo nữa đều tụ tập ở dưới bậc thang vẫn là tư thế phục phục như vậy thật nhìn có chút cảm giác vui vẻ khó tả đi tới trước miếu thờ hàn sâm trực tiếp triệu hoán ra áo giáp thú hồn mặc lên người thò tay để cửa đá kia ra nhìn thấy ở bên trong cửa đá một mảnh lụi bại, giống như là một tòa thần miếu hoang phế đã lâu, khắp nơi đều là cho bụi dày đặc, chỉ là ở trong tòa kiến trúc tựa như thần miếu này cũng không có bệ thờ cùng tượng thần, chỉ bày biện một ít tỉnh đá, bên trong cũng không có cái gì, tảng đá tựa hồ cũng chỉ là đá bình thường, tính chất giống như là đá ở núi đá phía ngoài kia. Lúc ánh mắt của Hàn Sâm rơi vào nơi hẻo lánh trong thần miếu, thân thể lại chấn động mạnh, chỉ thấy ở trong góc kia có một cái bình thủy tinh cao 2 mét đứng thẳng, Hàn Sâm coi như là người đã được chứng kiến di tích tinh tộc, liếc mắt một cái liền nhìn ra, bình thủy tinh kia thực sự không phải là tinh thể bình thường mà là một loại vật liệu tinh thể đặc biệt bên trên còn có đồ án kỳ quái như là pho tượng bánh răng cùng các đường kẻ đan vào mà thành giống như đồ án của một loại máy móc tinh vi nếu như chỉ là như thế còn chưa đủ khiến hàn sâm khiếp sợ chuyện kỳ quái bên trong tinh tộc hắn sớm đã gặp quá nhiều nhưng mà cái bình thủy tinh này lại làm cho Hàn khiếp sợ tới tột đỉnh bình thủy tinh không màu trong suốt vì có đồ án lại không ngăn được ánh mắt hàn sâm kinh hãi phát hiện ra ở bên trong bình thủy tinh đằng kia còn có một cô gái cô bé kia nằm cuộn lại ở bên trong bình thủy tinh hai tay ôm đầu gối mặt chôn ở bên trong cánh tay nhìn không thấy mặt mũi cô ta chỉ có thể nhìn thấy một mái tóc dài màu vàng kim nhạt lộ ra màu trắng rừng rực rối tung xoạ ở trên thân thể trên đầu không có sừng của tu la tộc lỗ tai cũng giống hệt như nhân loại toàn thân trần trụi lộ ra da thịt trắng nõn không tì vết mái tóc dài vàng nhạt trắng lóa kia rối tung ở trên thân thể che khuất phần lớn thân thể nhân loại à nhân loại làm sao lại bị vây ở chỗ này chẳng lẽ là nghiên cứu viên của liên minh tiến vào nơi này trước đó hàn sâm khép sợ nhìn cô bé ở trong bình kia mặc dù không nhìn thấy mặt của cô bé kia nhưng mà trực giác của hắn lại cho rằng đó là một cô bé mà không phải một cô gái trưởng thành hàn sâm biết rõ bốn lần thí nghiệm trước hai nhân loại cùng hai tu la tiến vào, cuối cùng có một nhân loại cùng một tu la trở về, nhưng mà nhân loại chưa trở về kia là nam hay là nữ là lớn hay nhỏ, Hàn Sâm lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như cô bé này thực sự là nhân viên nghiên cứu tiến vào trước kia, Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng ngồi yên không quan tâm tới. Cẩn thận đi đến phía trước bình thủy tinh, Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ cái bình kia, phát hiện cả cái bình đều bị bịt kín, ngay cả miệng bình đều bị bịt lại, giống như là tác phẩm điều khắc toàn khối. Hàn Sâm không có quá nhiều kinh ngạc, tinh tộc có rất nhiều khoa học kỹ thuật kỳ dị, muốn vây một người ở bên trong một cái bình tinh thể kín hẳn không phải là việc khó không phát hiện ra nguy hiểm gì hàn sâm há miệng khẽ gọi hai tiếng này cô có nghe điều tôi nói chuyện không kêu vài tiếng âm thanh cũng cất cao lên rất nhiều nhưng mà cô bé ở trong bình lại hoàn toàn không có động tĩnh gì giống như là không nghe được âm thanh của hắn hàn sâm kẽ nhíu mày thò tay thận trọng sờ lên bình thủy tinh một cái cũng không hề xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bình thủy tinh không hề có một chút phản ứng nào giống như là một vật chết trong lòng hàn sâm an tâm hơn một chút thò tay gõ lên trên bình cô bé ở trong bình giống như đã nghe được âm thanh cơ thể bỗng hơi nhúc nhích hàn sâm mừng như điên lại liên tục gõ thêm vài cái cô bé kia tựa hồ là từ trong lúc đang ngủ mơ bị đánh thức ánh mắt Meli ly ngẩng đầu lên sau khi hàn sâm nhìn rõ ràng dung mạo của cô ta tựa như một thiếu nữ nhân loại 17 18 tuổi khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo làn da mịn màng đôi mắt còn có chút buồn ngủ cũng giống như tóc của cô ta là hỗn hợp có màu trắng rừng rực kết hợp màu vàng kim nhạt từ trên ngoại hình không hề nghi ngờ chút nào đây chính là một cô bé nhân loại không có bất kỳ đặc thù của tu la tộc nào hàn sâm suy đoán rất có thể cô ta là nghiên cứu viên nhân loại tiến vào trước kia còn tuổi của cô ta thoạt nhìn còn rất trẻ nhưng mà hiện tại nhân loại đều không thấy già có nhiều người ba bốn mươi tuổi vẫn giống như thiếu nữ 16 17 động huyền khí không có cách nào xuyên qua bình thủy tinh quét tới thân thể của cô ta hàn sâm cũng khó có thể suy đoán tuổi tác chân thực của cô ta cô gái khi nhìn thấy hàn sâm lập tức giống như là bị nước lạnh xối tỉnh lại vậy ngay lập tức đã hoàn toàn tỉnh táo lại đứng dậy cào lên trên vách bình vừa lấy tay vuốt vách bình đang vừa vui mừng vừa lo lắng nói cái gì đó hàn sâm chỉ có thể nghe được âm thanh cô bé kia gõ vách bình lại không nghe được tiếng cô ta nói nhưng mà xem nét mặt cùng khẩu hình của cô ta tựa hồ là đang nói cứu tôi hàn sâm trầm ngâm một chút từ trong túi áo của bộ quần áo chiến đấu lấy ra giấy bút viết một hàng chữ lên phía trên, sau đó lại để cho cô bé kia nhìn thấy hàng chữ mà hắn mới viết. Cô là ai? Hàn Sâm viết rất đơn giản, hắn muốn xác định thân phận của cô bé này, mặc dù nhìn đúng là nhân loại, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của Hàn Sâm mà thôi. Ở trong loại địa phương quỷ dị giống như di tích tinh tộc này, có một số việc Hàn Sâm không thể không phòng bị, hơn nữa tất cả mọi chuyện xảy ra nơi này đều rất quỷ dị. Cô bé kia xem điều chữ mà Hàn Sâm viết, lộ ra vẻ mặt vui mừng, dùng cái miệng nhỏ nhắn hà ra từng hơi trên vách bình, sau đó dùng ngón tay viết lên phía trên, Hoàng hôn, bộ đội đặc chủng Nam huyết của Liên Minh, đại tá. Lần này Hàn Sâm đã xác định được, đối phương hẳn là nghiên cứu viên nhân loại tiến vào lần trước không hề sai rồi hẳn là chúng phải cơ quan của tinh tộc nên bị vây ở đây cô lùi ra phía sau một chút cẩn thận tôi đánh nát cái bình này hàn xâm lại viết thêm một hàng chữ cho hoàng hôn xem sau khi hoàng hôn xem xong vội vàng ôm lấy thân thể lùi sang bên kia cái bình núp ở trong góc bình chương một nghìn không trăm sáu mươi ba khoảng cách gần nhất trên nắm tay hàn xâm ngưng tụ ra bất tử hỏa trực tiếp mở ra bảy đạo khóa ghen một quyền hung hăng đánh lên phía trên bình thủy tinh thế nhưng mà hàn xâm lại chỉ cảm thấy cánh tay giống như là bị đánh gãy vậy không kiềm hãm được lui về phía sau mấy bước cả cánh tay đều run lẩy bẩy cái bình kia lại không chút sức mẻ nào bất tử hỏa trực tiếp từ trên bình trượt ra một chút dấu vết cũng không để lại hàn sâm bị kinh động không phải là chuyện đùa một quyền này đã là lực lượng mạnh nhất ở dưới tình huống hắn không sử dụng kim ô biến thân cùng siêu cấp đế linh coi như là một tảng đá ngàn cân cũng có thể bị đánh nát rồi vậy mà bình thủy tinh không suy chuyển gì ngay cả động một cái cũng không có khiến cho lông mày của hàn sâm nhíu chặt hàn sâm suy nghĩ một chút liền rút thái a kiếm đeo ở bên hông ra một kiếm chém về phía bình thủy tinh lực lượng mạnh mẽ như vậy chém lên phía trên bình thủy tinh lại chỉ để lại một vết sức trắng ở phía trên giống như là vết trắng do móng tay gãi lên trên da trong lòng hàn sâm lập tức cả kinh sức nặng cùng độ cứng của bình thủy tinh đều vượt xa sự tưởng tượng của hắn thậm chí ngay cả thần binh lợi khí như thái a kiếm dưới một kích toàn lực của hàn sâm cũng chỉ để lại một vết xước thật sự là có chức dọa người đáng tiếc là phượng hoàng thần kiếm không thể mang ra bên ngoài tí hộ sở tự nhiên cũng không thể lấy ra nếu không dùng sự sắc bén của phượng hoàng thần kiếm có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt hơn thái a kiếm một chút hàn sâm lại thử thêm mấy loại sức mạnh nhưng cũng không đánh tan được bình thủy tinh nhìn hoàng hôn ở bên trong từ hy vọng đến thất vọng lại từ thất vọng đến tuyệt vọng Hàn Sâm cắn răng một cái, kêu gọi Ma Dương đao ra, một tay nắm lấy Thái A kiếm, một tay nắm lấy Ma Dương đao, hai tay điên cuồng múa lên, từng kiếm từng đao chém lên trên mình, để lại từng vết sức trắng ở bên trên vách thủy tinh, nếu như không nhìn thấy thì cũng thôi đi, hiện tại Hàn Sâm sao có thể trơ mắt ra nhìn hoàng hôn bị vây chết ở chỗ này, mặc dù Thái A kiếm cùng Ma Dương đao không chém nát bình thủy tinh được, nhưng lại có thể lưu lại dấu vết ở phía trên, có câu gọi là nước chảy đá mòn, chém lên mấy ngàn mấy vạn kiếm, hàn sâm cũng không tin chém không vỡ cái bình này nếu như thật sự không được hàn sâm cũng chỉ có thể biến thân thành kim ô hoặc là siêu cấp Đế linh thử một lần mặc kệ như thế nào cũng không thể chớ mắt ra nhìn đồng bào của mình bị vây chết ở chỗ này âm thanh đao kiếm va chạm với vách thủy tinh ở bên trong thần miếu hợp thành một đường bên trên vách thủy tinh đã bị chém ra từng đường vết sức trắng nhưng từ đầu đến cuối lại không hề có dấu hiệu tan vỡ cậu đi đi không đánh tan được đâu hoàng hôn giống như đã chấp nhận từ bỏ rồi lại viết mấy chữ lên trên vách thủy tinh hàn sâm cũng không để ý đến cô ta trong miệng thở hồng hộc hai tay không ngừng run rẩy, hồ khẩu cũng đã rách ra máu tươi theo ngón tay chảy xuống không biết hắn đã chém mấy ngàn kiếm mấy ngàn đao rồi vết xước cũng đã để lại không ít nhưng lại tựa hồ không có tác dụng quá lớn nếu như tiếp tục nữa chỉ sợ hai tay của hắn sẽ bị phế bỏ trước biết rõ tiếp tục như vậy nữa cũng sẽ không có kết quả gì lực lượng của hắn chưa đủ chỉ có thần binh lợi khí thì cũng không phát huy ra toàn bộ uy lực được cắn răng một cái hàn sâm trực tiếp triệu hoán ra thú hồn tam trào kim ô cùng tam trào kim ô hòa là một thể biến thành một con kim ô màu đen một cặp móng hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, đột nhiên bị màu máu nhuộm đỏ một trào chụp tới vách bình thủy tinh kia mạnh, chín đạo khóa gen của huyết mạch mệnh thần kinh phối hợp thêm siêu thần thể tam trảo kim ô, uy lực của một trảo này khủng bố vô biên, chộp lên phía trên bình thủy tinh kia, khiến cho bình thủy tinh hơi dao động một chút, bên trên tựa hồ nổi lên vết sạn đi ti, Hàn Sâm thấy tình hình có vẻ hứa hẹn, không nói hai lời, lại là một trảo chộp tới, móng vuốt màu máu đỏ kia một lần lại một lần va chạm lên vách thủy tinh, khiến cho bình thủy tinh lay động không ngừng, đứng vân nhỏ phía trên càng ngày càng nhiều, hoàng hôn cũng lộ ra vẻ tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, đã kích động khó có thể tự kiềm chế, hai tay nắm chặt thành quả đấm, trợn to mắt nhìn những đường vân nhỏ bên trên bình thủy tinh dần dần mở rộng ra kia độ cứng của bình thủy tinh khiến cho hàn sâm giật mình hắn không ngừng đánh lên trên bình thủy tinh nhưng đường vân nhỏ bên trên bình thủy tinh ngày càng nhiều nhưng lại không hề có dấu hiệu bị vỡ tan kim ô trào kia cứng rắn sắc bén giống như là thần binh lợi khí cũng bởi vì liên tục va chạm ở cường độ cao lúc này đã máu me đầm đìa có dòng máu từ bên trên vút tràn ra thành công đang ở trước mắt làm sao hàn sâm có thể buông tha cho một lần lại một lần đánh lên trên bình thủy tinh máu tươi dính lên phía trên bình thủy tinh cùng những đường vân nhỏ kia dính ở cùng một chỗ oành rốt cục dưới một trào của hàn sâm bình thủy tinh vốn đã tràn đầy vết dạn giống như thủy tinh công nghiệp vỡ vụn ra thành từng hạt lớn cỡ hạt đậu rơi xuống như mưa hoàng hôn đã ngạc nhiên khó có thể tin ngơ ngác đứng ở nơi đó vui sướng trên mặt dần dần khuếch tán ra hai tay bụng mặt giống như đang bất nở cô không sao chứ hàn sâm giải trừ kim ô biến thân trên hai tay đã tràn đầy máu tươi kim ô thân bị tổn thương cũng giống như chính hắn bị thương nhưng mà chút tổn thương ấy tự nhiên không coi là cái gì hàn sâm cũng không thèm quan tâm cởi áo khoác chiến đấu của mình ra đưa cho hoàng hôn để cho cô ta có thể che khuất thân thể trước đáng tiếc là đang ở bên ngoài tí hộ sở không có cách nào chuyển rời thú hồn nếu không thì chuyển cho cô ta một cái thú hồn áo giáp là được rồi hoàng hôn nhận lấy áo khoác mặc lên trên thân thể của mình hình thể của cô ta nhỏ nhắn xinh xắn áo khoác của hàn sâm phủ lên trên người cô ta giống như là mặc váy vừa vạn che khuất bờ mông lộ ra cặp đùi đẹp tròn thon dài thoạt nhìn thì hết sức đáng chú ý thấy hoàng hôn đã mặc quần áo xong hàn sâm liền hỏi cô ta làm sao cô lại bị vây ở chỗ này hoàng hôn không nói gì một đôi mắt màu vàng óng vô cùng xinh đẹp nhìn hàn sâm tựa hồ là hết sức hiếu kỳ thấy hoàng hôn không trả lời hàn sâm còn tưởng rằng cô ta đã chịu quá nhiều kinh hãi đứng dậy nói ra chúng ta rời khỏi nơi này trước đi cùng tôi đi vào còn có những đồng đội khác trước đó chúng tôi bị phân tán đi tìm bọn họ về trước đã hàn sâm đi vài bước lại phát hiện hoàng hôn vẫn đứng tại chỗ không hề động vẫn nhìn hắn như cũ vẻ mặt có chút kỳ dị đi thôi ngần ra đó làm gì hàn sâm quay người nhìn hoàng hôn cao mày nói hoàng hôn há to miệng âm thanh rất là khàn khàn cảm giác giống như là đã dùng rượu thuốc lá quá độ thời gian của tôi không có nhiều lắm nhớ kỹ lời tôi nói không nên quên bất cứ một chữ nào thời gian không nhiều lắm hàn sâm cao mày nói Hoàng Hôn không trả lời, chỉ là nhìn Hàn Sâm tự mình nói ra, tôi là Hoàng Hôn, đại tá, thành viên của bộ đội đặc trùng Lam Huyết, sĩ quan phụ tá của Hàn Kính Chi, điều tra viên của tiểu tổ đặc công khoa điều tra số 7, cái gì? Hàn Sâm mở to hai mắt ra nhìn, giống như là gặp ma nhìn Hoàng Hôn, cơ hồ là không thể tin vào tai của mình, nhìn Hoàng Hôn, bờ môi đều đang run lẩy bẩy, cô nói cô là sĩ quan phụ tá của Hàn Kính Chi, điều tra viên của tiểu tổ đặc công khoa điều tra số 7, Hàn Sâm chỉ vào Hoàng Hôn, kích động tới mức toàn thân đều đang phát run, trong lời nói đều đã run rẩy, hắn không biết có phải là Hoàng Hôn đang nói giỡn với hắn hay không. Nhưng mà đây đã là khoảng cách gần nhất giữa hắn và Hàn Kính Chi cùng tiểu tổ số 7, chương 1064, khi nhờn cậu biết Hàn giáo quan cùng tiểu tổ số 7 vậy thì không thể tốt hơn rồi, Hoàng Hôn khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, hiện tại cậu chỉ cần nghe tôi nói, ghi nhớ mỗi một chữ trong lời nói của tôi, dừng một chút, Hoàng Hôn mới nói tiếp, tiểu tổ số 7 chúng tôi tiếp nhận mệnh lệnh truyền tống vào một không gian khác, ở trong không gian kia, chúng tôi gặp phải một chuyện, chuyện gì? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, không biết, Hoàng Hôn lắc đầu nói ra, không biết, làm sao cô có thể không biết? Chẳng lẽ cô không tiến vào Tí Hộ Sở? Hàn Sâm trợn to mắt nhìn Hoàng Hôn, không biết tại sao cô ta lại nói như vậy, nếu quả thật là giống như cô ta nói, cô ta là một thành viên của tiểu tổ số 7, làm sao có thể không biết chuyện gì xảy ra? Tí Hộ Sở theo lời cậu nói, là chỉ một không gian khác. Hoàng Hôn suy nghĩ rồi hỏi, mấy người không biết nơi đó là Tí Hộ Sở, không có khả năng, nhân loại chúng ta truyền tống vào không gian thứ nhất của Tí Hộ Sở, mặc dù đều là ngẫu nhiên xuất hiện ở bên trong một căn phòng của một Tí Hộ Sở, nhưng mà bên trong căn phòng của từng Tí Hộ Sở đều có tin tức cơ bản của Tí Hộ Sở, như thế nào mấy người lại không biết chỗ đó chính là Tí Hộ Sở? Hàn Sâm cảm thấy là Hoàng Hôn này đang nói giỡn với mình. Không nhịn được nhíu mày nói ra, vẻ mặt của Hoàng Hôn kỳ dị nhìn Hàn Sâm, không gian thứ nhất của Tí hộ sở, chẳng lẽ là còn có không gian tương tự nữa? Hàn Sâm nhìn Hoàng Hôn, không biết là cô ta thật sự không biết hay là đang cố ý nói giỡn với hắn, cậu đem tình huống của không gian kia nói kỹ càng lại cho tôi biết, dùng ngôn ngữ đơn giản nhất, mau mau nói cho tôi biết, thời gian của tôi không còn nhiều lắm. Hoàng Hôn có chút lo lắng nhìn Hàn Sâm nói ra, Hàn Sâm thấy nét mặt của cô ta tựa hồ không giống đang nói đùa, liền đơn giản đem tình huống hiện tại của Tí hộ sở nói một lần. Hoàng Hôn nghe rất chân thành, thỉnh thoảng còn hỏi thêm vài câu. Hàn Sâm cũng chỉ đại khái nói một lần cấu tạo cùng hiện trạng hiện tại của Tí Hộ Sở, chỉ cần mấy phút cũng đã nói xong rồi. Sau khi Hoàng Hôn nghe xong, sắc mặt càng thêm cổ quái, trầm ngâm một lát liền nói ra, nếu như cậu không lừa gạt tôi, như vậy tiểu tổ số 7 của chúng tôi, lúc trước tiến vào cũng không phải là thế giới Tí Hộ Sở, không phải thế giới Tí Hộ Sở. Hàn Sâm trợn to mắt nhìn Hoàng Hôn, càng ngày càng cảm thấy cô ta giống như là một kẻ đờ đào. Rõ ràng là sau lần thăm dò kia của tiểu tổ số 7, nhân loại mới thật sự xác định sự tồn tại của không gian Tí Hộ Sở, sau vài năm mới chính thức mở ra Tí Hộ Sở để cho nhân loại phát triển. Hoàng Hôn giống như xem thấu tâm tư Hàn Sâm, thò tay sửa sang tóc mình, lạnh nhạt nói: "Nếu như thế giới tí hộ sở đúng như lời cậu nói, xác thực là chúng tôi đi không phải là thế giới tí hộ sở giống như lời cậu nói, hoặc nói là không phải bất kỳ một chỗ nào giống như tí hộ sở theo lời cậu nói, lúc chúng tôi chuyển tống vào, cũng không nhìn thấy cái gọi là tí hộ sở kia, cũng chưa từng xuất hiện ở bên trong tí hộ sở, hơn nữa chúng tôi chuyển tống đi qua đó, đều là ở chung với nhau, vậy mấy người xuất hiện ở đâu?" Hàn Sâm lập tức hỏi, mặc dù hắn có chút hoài nghi là Hoàng Hôn đang trêu đùa hắn, nhưng lại không nhịn được muốn biết, Hoàng Hôn lộ ra vẻ mờ mịt, giống như là đang nói với Hàn Sâm hoặc tựa như là đang tự lầm bầm chúng tôi tiến vào chỗ đó nói như thế nào đây giống như là chúng tôi đi vào thế giới của thần thế giới của thần hàn sâm nao nao nhưng mà nghĩ lại trong tí hộ sở có rất nhiều thần kỳ xác thực rất giống như là thế giới của thần liền mở miệng nói ra tí hộ sở quả thật có rất nhiều chỗ thần kỳ nói là thế giới của thần cũng không phải là sai hoàng hôn lại đắc đầu nói không cậu không có hiểu rõ ý của tôi thế giới của thần theo lời tôi nói là chỉ thế giới của thần chính thức mà không phải là những siêu năng lực giống như lời cậu nói đó giống như vừa rồi cậu hóa thân thành một con chim khổng lồ, đó chẳng qua là siêu năng lực, cũng không phải là thế giới của thần. Như vậy thế giới của thần theo như lời cô nói là dạng gì? Hàn Sâm nhịn hoài nghi trong lòng hỏi, không có cách nào hình dung. Hoàng Hôn lắc đầu nói, làm sao lại không có cách nào hình dung? Nơi đó có cảnh sắc gì, có đồ vật gì, là hoàn cảnh dạng gì, có thể nói ra một chút chứ? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào Hoàng Hôn nói, nếu như có thể nói ra được những thứ đó, vậy cũng chỉ là thế giới thông thường mà thôi, tôi cũng sẽ không gọi nó là thế giới của thần. Hoàng Hôn cười khổ nói, được rồi, như vậy cô muốn nói cho tôi biết cái gì đây hàn sâm thật sự có chút im lặng chỉ có thể thay đổi cách hỏi nếu như nhìn thấy hàn kính chi nhất định phải giết y đi lời nói tiếp theo của hoàng hôn lập tức khiến cho hàn sâm ngơ ngác trợn mắt há hốc mồm sau nửa ngày vẫn không nói ra lời hàn sâm nhớ được lúc mình gặp được người đàn ông hư hư thực thực là tần hoài chân kia trước khi ông ta chết cũng nói một câu cẩn thận hàn kính chi hiện tại hoàng hôn còn nói muốn giết hàn kính chi khiến cho trong lòng hàn sâm càng khó có thể hiểu nổi nếu nói là hàn kính chi đã làm cái gì ở trong không gian kia như vậy tại sao người ninh gia lại nói hàn kính chi đã cứu mạng tiền bối nhà bọn họ là ân nhân của nhà bọn họ hơn nữa tần gia tựa hồ cũng hết sức kính trọng hàn kính chi nếu như lúc trước hàn kính chi làm gì đối với tần hoài chân sau khi tần hoài chân đi ra ngoài lại không nói cho người của tần gia sao chuyện này tựa hồ có trước nói không thông rồi tất cả những chuyện này đều khiến cho hàn sâm không nghĩ ra cũng nghĩ không thông chỉ đánh nhìn hoàng hôn hỏi tại sao phải giết hàn kính chi vẻ mặt của hoàng hôn hơi có chút khác thường cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của hàn sâm ngược lại nhìn hàn sâm hỏi cậu có tin thế giới này có thần không tôi không phải kẻ vô thần nhưng cũng sẽ không cố ý truy cầu hàn sâm nói ra thần sắc của hoàng hôn có chút cổ quái nếu như tôi nói là chúng tôi đã thật sự gặp được thần cậu có tin hay không tôi chưa từng gặp qua tự nhiên cũng không có cách nào trả lời cô thần mà mấy người nhìn thấy là dạng gì hàn sâm mau chóng hỏi ngược lại nếu như có thể nói ra được đó cũng không phải là thần rồi hoàng hôn cười khổ nói mặc kệ là cậu có tin hay không cậu nhất định phải nhớ kỹ mang tin tức về tần gia nói cho tần hoài chân biết nhất định phải giết chết hàn kính chi cô có biết tôi là ai không hàn sâm lộ ra vẻ mặt khác thường nhìn hoàng hôn hỏi tay cậu cầm thái a kiếm tự nhiên là người của tần gia chẳng lẽ không đúng sao hoàng hôn nghi hoặc nhìn hàn sâm hàn sâm lại lắc đầu nói tôi không phải là người của tần gia thái a kiếm là người khác để cho tôi tôi họ Hàn, thái gia gia của tôi cũng tên là Hàn Kính Chi, nhưng mà tôi không biết ông ta có phải là vị Hàn giáo quan trong miệng cô hay không. Hoàng Hôn có chút giật mình nhìn Hàn Sâm, giống như chém đinh chặt sắt ngắt lời nói, không có khả năng, Hàn Kính Chi không có hậu đại, y cũng không thể có hậu đại được, cho dù thái gia gia của cậu thực sự tên là Hàn Kính Chi, vậy cũng không có bất cứ quan hệ nào với y cả. Vì sao mà cô có thể khẳng định được như vậy, cho dù y biểu hiện ra không có, chẳng lẽ y lại không thể có con riêng hay sao? Hàn Sâm cao mày nói, tuyệt đối không có khả năng có. Hoàng Hôn tựa hồ đối với chuyện này vô cùng khẳng định, không có chút do dự nào. Được rồi, vậy dù sao thì cô cũng nên nói cho tôi biết tại sao phải giết chết hàn kính chi chứ hàn sâm thấy chủ đề lại rơi vào một cái vòng lặp đành phải lại trở lại nỗi nghi hoặc trước đó của mình bởi vì y thìn nhờn thần mặt ngũ hoàng hôn tràn đầy khổ sở nói ra chương 1065, nghìn đỉnh đá hàn sâm rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao mà lúc mới bắt đầu hoàng hôn lại hỏi hắn có tin thần hay không thì ra vậy mà lại là đáp án như vậy thế nhưng mà hàn sâm vẫn không hiểu cho dù là thần thực sự hàn kính chi cũng kinh nhờn thần như vậy thì tại sao hoàng hôn lại muốn giết ông ta lại còn muốn để cho tần hoài chân giết hàn kính chi có lẽ là cậu sẽ không tin tưởng nhưng mà chuyện đó cũng không quan trọng cậu chỉ cần đem lời tôi nói chuyển cho tần hoài chân nhất định y sẽ rõ hoàng hôn kiên định nói hàn sâm cười khổ nói tôi nghĩ chắc là không cần thiết nữa tần hoài chân cũng sớm đã chết rồi hơn nữa đã chết nhiều năm rồi cái gì tần hoài chân đã chết hoàng hôn mở to hai mắt ra nhìn khuôn mặt giống như là không thể tin trên mặt liền lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ bắt lấy cổ áo của hàn sâm kêu lên cậu cũng dám gạt tôi tần hoài chân làm sao có thể chết được cho dù người trong thiên hạ đều chết sạch nhưng y sẽ không chết y rõ ràng đã ưng thuận rồi nói đến đây hoàng hôn giống như là ý thức được cái gì lập tức im miệng không nói thêm gì nữa, chỉ là có chút tức giận nhìn Hàn Sâm. Cho dù cô lại khẳng định Tần Hoài Trân không chết, nhưng mà bằng vào tôi biết, y xác thực đã chết rồi. Hàn Sâm đem chuyện mà Tần Huyên nói cho hắn biết lúc trước, nói cho Hoàng Hôn nghe, không thể, Tần Hoài Trân sẽ không chết, y cũng không thể chết, y có thể trường sinh bất tử, lại làm sao có thể chết? Nhất định là cậu đang gạt tôi. Hoàng Hôn trở nên vô cùng kích động, thậm chí là có chút cuồng loạn. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn từ trong lời nói của Hoàng Hôn tựa hồ nghe ra một chút gì đó, nhưng mà cũng không dám khẳng định. Trong lòng hơi do dự một chút, Hàn Sâm lại nhìn Hoàng Hôn nói, nếu như Tần Hoài chân thật sự không chết, tôi có biết tới một loại khả năng khả năng gì hoàng hôn lập tức hỏi suy nghĩ của cô ta tựa hồ hơi có chút hỗn loạn hàn sâm im lặng một chút nên đem chuyện mình ở trong tí hộ sở gặp được người hư hư thực thực là tần hoài chân kia nói một lần hơn nữa còn cặn kẽ tả quần áo cùng tướng mạo của người đàn ông kia tần hoài chân đó là tần hoài chân không hề sai tại sao y lại ở chỗ đó y nói xong hoàng hôn hình như đã nghĩ tới điều gì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch sai rồi chúng tôi đều sai rồi chúng tôi đều bị lừa cái gì sai rồi hàn sâm vội vàng hỏi hắn cảm giác mình đã rất gần với chân tướng rồi Bộ dạng của Hoàng Hôn lại có chút thất lạc, trong miệng chỉ là tới tới lui lui tái diễn hai câu nói kia, cái gì mà sai rồi, cái gì mà bị gạt, Hàn Sâm cũng không nghe được nguyên cớ, lúc Hàn Sâm còn đang muốn hỏi lại, lại đột nhiên nhìn thấy bộ dạng của Hoàng Hôn hình như có chút kỳ quái, dung nhan mỹ mạo của cô ta, vậy mà trong lúc không để ý đã trở nên già đi rất nhiều, hơn nữa loại già nua này vẫn còn đang tiếp tục, Hàn Sâm có thể thấy rõ tóc của cô ta đang trở nên khô trắng, làn da mịn màng trên người cũng dần dần trở nên khô quắt, đã từ một thiếu nữ đẹp đến thành một lão thái bà, trên người của cô, Hàn Sâm chỉ vào Hoàng Hôn hét to một tiếng hoàng hôn bị hàn sâm làm cho bừng tỉnh nhìn thoáng qua hai tay của mình lập tức giống như là bị giật mình sững sờ ở chỗ đó một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại tâm như cho tàn nhìn hàn sâm nói ra tôi không có thời gian nữa rồi tìm được hàn kính chi nói chuyện của tôi và tần hoài chân cho y biết nếu như y còn chưa chết thì có lẽ có lẽ lời còn chưa nói hết sinh cơ của hoàng hôn cơ hồ đã đoạn tuyệt thanh xuân mỹ mạo trên người đều không còn biến thành một bà già khô quắt té xuống hàn sâm giữa tay đỡ lấy hoàng hôn hoàng hôn ngã vào trong ngực hàn sâm dùng bờ môi khô quắt kia rung động hơi thốt ra âm thanh mơ hồ khiến người không nghe rõ được sai rồi nói xong hai chữ cô ta đã không còn khí tức trên người cũng không có một chút vết thương nào dĩ nhiên là ở trong chốc lát này đã bị chết già đôi mắt kia chậm rãi nhắm lại nhưng mà dựa vào bên trong nét mặt của cô ta hàn sâm thấy được rất nhiều không cam lòng cùng hối hận đến cùng đã xảy ra chuyện gì đến cùng bọn họ truyền tống đến địa phương nào bọn họ gặp phải điều gì trong lòng hàn sâm rung động trong đầu trống rỗng nhìn xem hoàng hôn chết đi ở trong ngực mình trong lòng hàn sâm nói không nên lời là tư vị gì rung động tới trong nháy mắt đã mất đi khiến cho hàn sâm có một loại thương cảm không hiểu hàn sâm hơi do dự một chút vẫn đào một cái hố ở bên trong miếu thở này mai táng hoàng hôn ở đây hàn sâm không thể mang cô ta về bởi vì hắn căn bản không có biện pháp giải thích cho liên minh tại sao hoàng hôn lại ở chỗ này thu thập đồ đạc xong hàn sâm mang theo nghi hoặc chuẩn bị rời đi hắn từ chỗ của hoàng hôn đã nghe được một ít chuyện muốn biết nhưng mà nghi hoặc lại cũng càng nhiều hơn rồi hàn sâm đi ra ngoài miếu thờ phát hiện những con độc giác tiên màu xanh đó lại vẫn ở bên ngoài trông coi hắn vừa định đi ra ngoài nhưng những con độc giác tiên màu xanh đó cũng lao qua giống như là bức tường ngăn chặn đường đi của hắn chúng mày còn muốn làm gì hàn sâm khẽ nhíu mày nhưng mà nghĩ lại đột nhiên lại hiểu ra được hắn cho rằng độc sắc tiên màu xanh dẫn hắn tới nơi này là vì giải cứu hoàng hôn nhưng mà hoàng hôn là một nhân loại có quan hệ gì với chúng đâu có lẽ căn bản không phải chúng để cho hàn sâm tới giải cứu hoàng hôn mà là có mục đích khác mặc dù hàn sâm có thể gặp được hoàng hôn ở chỗ này đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi chuyện này không có quan hệ gì với mục đích của độc giác tiền màu xanh hàn sâm đi sang bên cạnh quả nhiên là những con độc giác tiền màu xanh đó lại tụ trung lại một chỗ ngăn cản đường đi của hắn hắn thay đổi phương hướng thì bọn nó cũng làm như thế chờ hàn sâm đi vào bên trong miếu những con độc giác tiền đó liền không ngăn cản hắn nữa hàn sâm một lần nữa tiến vào trong thần miếu cẩn thận tìm kiếm xem còn có vật gì khác hay không những con độc giác tiên màu xanh này để cho hắn đến nơi đây nhất định là có mục đích gì đó vòng vo tầm và vòng ở trong thần miếu ngoại trừ bình thủy tinh nước hoàng hôn trước đó trong thần miếu chỉ còn lại những đỉnh đá kia mà thôi tổng cộng có ba đỉnh đá từng cái đều cao hơn một mét bên trong trừ một chút cho bụi thì trống không chẳng có cái gì cả chẳng lẽ những con độc giác tiên kia muốn mình rời những chiếc đỉnh này ra ngoài trong lòng hàn sâm âm thầm suy nghĩ trừ chuyện đó ra thì hắn thật sự nghĩ không ra những khả năng khác hàn sâm đi tới trước một đỉnh đá thỏ tay nâng ở phía dưới đỉnh đá lực lượng trên người bộc phát lập tức nâng đỉnh đá hơn một cân lên sau đó nâng đỉnh đá đi ra ngoài, nhìn thấy Hàn Sâm nâng đỉnh đá đi ra, những con độc giác tiên màu xanh lập tức phát ra tiếng kêu hưng phấn, sau đó mau chóng nhường ra một con đường, tựa hồ là đang chỉ dẫn con đường cho Hàn Sâm, muốn để cho Hàn Sâm rời đỉnh đi qua. Hàn Sâm liếc nhìn chúng, phát hiện ra vị trí mà chúng chỉ là một kiến trúc khác bên trong tòa thành cổ, nhưng mà kiến trúc kia đã sụp đổ hơn phân nửa, chỉ còn lại gần nửa gian phòng còn đứng ở đó, gạch ngói phía trên giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vậy. Nâng đỉnh đá đi nhanh về phía bên kia, hắn cũng muốn biết những con độc giác tiên màu xanh này đến cùng muốn làm gì.